Như Quỳnh xin kính chào quý anh chị đã quay trở lại với chương trình Nhân tướng học của kênh Phong thủy Gia Cát trực thuộc công ty kiến trúc Phong thủy Lộc Tài. Như quý anh chị đã biết, trong xem tướng nốt ruồi, các chuyên gia tử vi phong thủy nhận định rằng nốt ruồi và các dữ kiện xuất sinh đa phần thường phản ánh chính xác tài vận và sự nghiệp cuộc đời mỗi người trong nhiều giai đoạn khác nhau. Để phân định được chính xác đâu là nốt ruồi cát tường, đâu là nốt ruồi xấu hung hại, trước tiên ta cần tìm hiểu rõ về các dạng nốt ruồi. Có những nốt ruồi bán hung bán cát tưởng tốt lành vì đem tới tài lộc dồi dào, nhưng lại vô tình cướp đi hạnh phúc trong tình cảm và hôn nhân, khiến cho gia chủ tiến thoái lưỡng nan. Theo nhân tướng học, đó là 6 nốt ruồi dưới đây. Nữ giới có nốt ruồi trên má. Nữ giới có nốt ruồi trên má là nốt ruồi bán hung bán cát. Trong thuật xem bói nốt ruồi tử vi phong thủy, có nhiều nhận định cho rằng nốt ruồi này giúp chủ nhân vượng vận đào hoa, tài lộc dồi dào. Điểm không tốt lành của nốt ruồi này nằm ở chỗ chỉ số đào hoa càng nhiều, tài lộc càng tốt, thì hạnh phúc riêng tư lại dễ bị công kích. Thực tế cho thấy, càng lớn tuổi, người phụ nữ sở hữu nốt ruồi trên má lại càng hấp dẫn và cuốn hút người khác giới, chưa kể là tài vận cũng thăng hoa không kém. Nét quyến rũ của họ tới từ kinh nghiệm sống và mức độ tâm lý nhiệt tình với người xung quanh. Nhược điểm của việc này là cuộc sống gia đình chịu nhiều biến động do hôn nhân được thêm nếm quá nhiều gia vị. Nếu kết hôn sớm, họ sẽ gặp phải không ít trắc trở trong chuyện tình cảm do người nam bị yếu thế bởi kinh tế không dư giả bằng vợ, từ đó dễ nảy sinh tâm lý ghen tuông vô cớ để kiềm tỏa và hạn chế những vệ tinh không đáng có xung quanh người phụ nữ. Lập gia đình muộn và tìm người bạn đời có tâm lý bao dung độ lượng, đôi bên cùng hãy khách chia sẻ và thấu hiểu nhau. Phụ nữ có nốt ruồi trên má sẽ hài hòa được cả về tài lộc và hạnh phúc hôn nhân. Tất nhiên, bản thân họ cũng phải tránh việc để xảy ra những rung động tình cảm không đáng có. Nam giới có nốt ruồi dưới nách. Nam giới có nốt ruồi dưới nách là những người chính trực, khẳng khái, không câu nệ tiểu tiết, rất đào hoa và có duyên, khá mềm yếu trước phái đẹp dù rất bản lĩnh. Điểm yếu của họ là nhiệt tình quá mức, làm việc hay là dựa trên cảm tính, đôi khi thiếu quan sát kỹ càng nên hay bị người khác lợi dụng, đặc biệt là phái yếu. Tử vi phong thủy dự đoán, ngoài 40 tuổi khi đã có chỗ đứng vững chắc trong sự nghiệp, kinh tế ổn định, người này cần đặc biệt chú ý tới vận đào hoa của mình, tránh để người bạn đời phải lo lắng bất an. Càng bị người nữ vây quanh nhiều, nam giới có nốt ruồi dưới nách càng phải lao tâm khổ tứ, dễ rơi vào cạm bẫy. Nhẹ thì lao tâm khổ tứ, tài vận sa sút, nặng thì hôn nhân rạn nứt, danh vị lung lay. Muốn giữ ấm êm nhiều bề trong cả tài vận và tình cảm, bản thân nam giới có tướng mạo này cần tránh không vô tình tạo điều kiện cho người khác giới xen vào hạnh phúc cá nhân. Tích cực trao đổi, chia sẻ với vợ hay là người yêu để xóa bỏ hiểu nhầm không đáng có và luôn tách bạch tài chính, công tư, minh bạch. Nốt ruồi trên vành tai. Cổ nhân xưa vẫn cho rằng người có nốt ruồi trên vành tai là người quý tướng, được phúc tinh cao chiếu. Tử vi phong thủy nhận định khách quan rằng người có nốt ruồi này trên cơ thể, bất kể là nam hay nữ, thì đều có lộc về đường kinh tế. Nam giới có nốt ruồi trên vành tai giỏi kiếm tiền, hoàn toàn có thể gây dựng được sự nghiệp từ đôi bàn tay trắng, tính tình thì kiên định, giàu lòng, nghị lực và hợp với việc kinh doanh. Tuy nhiên, họ có nhược điểm là chi tiêu không có kế hoạch, thường xuyên vung tay quá chán, cuộc sống bởi thế phong lưu và có nhiều mối tình thoáng qua, nhưng dễ bị nữ giới đam mê vật chất lừa gạt. Nếu không cẩn thận, chưa tới 40 tuổi sẽ gặp vận hạn không nhỏ, dẫn tới trắng tay vì bị lừa tình. Nữ giới có nốt ruồi ở vành tai, có tài lộc dồi dào, dù xuất thân ở đâu thì cũng không mấy khá giả, nhưng đi lên bằng năng lực bản thân nên sớm gặt hái được những vị trí quan trọng trong sự nghiệp. Chỉ có điều, càng thành công trong công việc, họ càng dễ gặp bất lợi trong đời sống hôn nhân, vô tình trở thành nữ cường nhân. Sự cô độc trong tình cảm khiến họ lấy việc tiêu tiền làm thú vui và đôi khi rơi vào cảnh khó khống chế chi tiêu. Cách hóa giải hợp lý nhất cho người có nốt ruồi kiểu này đó là tu tâm dưỡng tính, luôn giữ cho tâm thế ổn định, làm việc bằng lý trí chứ không theo cảm tính. Họ cần phải khéo léo tìm người trợ lý hợp mệnh hoặc là kết hôn với người bạn đời thật tâm để hỗ trợ bản thân, kiềm chế cách tiêu tiền vô tội vạ. Nốt ruồi trên môi. Trong xem tướng phụ nữ và xem bói nốt ruồi thì nhiều người nhận định rằng
Nốt ruồi trên môi là nốt ruồi cát lành, giúp người nữ gặp được nhiều may mắn thuận lợi, cả đời không phải lo về tiền tài, kinh tế và lại vượng vận đào hoa. Điều cần phải đặc biệt chú ý là họ có định hướng tình cảm rõ ràng, đôi khi vì quá tự mãn mà họ khiến đối phương mệt mỏi, chán chường hoặc là rơi vào cảnh thay người yêu như thay áo, chưa biết chừng còn bị nam giới lợi dụng. Càng trẻ tuổi họ càng cần chú ý chấn chỉnh thói quen chi tiêu, hạn chế, kiềm chế những bồng bột do tiêu tiền theo cảm xúc khiến cho tài vận bấp bênh không ổn định. Muốn thoát khỏi vòng luẩn quẩn, càng đào hoa càng dễ hao tài, họ có một cách khá là đơn giản, đó là yêu đúng người, chọn đúng chồng, tránh rơi vào cảnh tình tay ba. Nốt ruồi trên mu bàn chân. Người có nốt ruồi trên mu bàn chân trong tử vi phong thủy được đánh giá là người lận đận đường tình duyên hay phải lăn lộn trốn thương trường. Tuy bị nhận định là vất vả nhưng họ vẫn có được sự nghiệp vững chắc, kinh tế dư giả hơn người khác. Họ không hay gặp may mắn, làm việc gì cũng phải cố gắng nỗ lực gấp đôi gấp ba người khác. Để có được chỗ đứng ổn định ở độ tuổi trung niên, họ sẽ phải gánh chịu không ít vất vả trong cuộc sống, có thể là bị phản bội trong tình cảm khi mà ở vào đỉnh cao của sự nghiệp, hoặc là bị hao tổn tiền tài do người phối ngẫu chi tiêu bất hợp lý, vay nợ quá nhiều. Để thoát khỏi vòng luẩn quẩn trong tài chính và đời sống tình cảm, người nam nữ có nốt ruồi trên mu bàn chân cần tỉnh táo, sống và hành động theo lý trí, cố gắng trao đổi thường xuyên với người phối ngẫu, cùng kiểm soát chi tiêu hợp lý, không mù quáng trong tình yêu và cố gắng chọn người quân sư tình cảm sáng suốt để luôn được cảnh báo khi mà cần thiết. Nốt ruồi ở bên trái hoặc bên phải trán. Người nào có nốt ruồi ở bên phải hoặc là bên trái của trán nhưng sát về phía đuôi lông mày, trong nhân tướng học và xem bói nốt ruồi nhận định là dễ gặp đen đủi xui xẻo trong công việc. Họ hay vướng phải họa tiểu nhân thị phi, cuộc sống vất vả trắc trở, không nhiều cát ít. Đa phần họ sẽ có cuộc sống thời niên thiếu và tiền vận vất vả. Trung vận nếu lấy được người bạn đời hợp mệnh, hợp tuổi, vận số sẽ được cải thiện ít nhiều. Ngược lại, nếu vợ chồng xung khắc, gia vận sẽ càng ngày càng đi xuống, cuộc sống vất vả khổ sở. Để hóa giải, ngoài việc tẩy bỏ nốt ruồi, họ cần phải cẩn trọng hơn nữa trong giao tiếp ăn nói và cách nhìn người, đối nhân xử thế. Không cần mở rộng mạng lưới ngoại giao, có thể chỉ cần có ít bạn bè nhưng đều là tâm giao tri kỷ sẽ tốt hơn và không bị đâm sau lưng. Trên đây là những thông tin về 6 nốt ruồi vượng vận tài lộc nhưng dễ khiến khổ chủ gặp xui xẻo trong hôn nhân. Phần tiếp theo của chương trình lần này, Phong Thủy Gia Cát sẽ cùng anh chị tìm hiểu về vận trình đường tình duyên tình cảm của mình trong năm Canh Tý 2020. Đối với tình cảm của tuổi Tý, đào hoa trong năm Canh Tý không có nhiều nhưng không phải là không có. Bằng sức hấp dẫn tự nhiên của mình, bản mệnh cũng có được cơ may tình duyên. Tuy nhiên điều đó cũng đồng nghĩa với việc con giáp này phải thực lực chủ động trong chuyện tình cảm, chứ không phải ngồi ôm cây đợi thỏ. Tuổi Tý nên gạt bỏ những suy nghĩ định kiến quá cũ của mình. Nếu có cảm tình thương mến ai thì hãy bày tỏ tình cảm, tìm cơ hội tiếp cận và tìm hiểu người đó nhiều hơn. Bạn có thể nhờ vào các mối quan hệ của anh, chị, bố mẹ hay là cô dì chú bác trong nhà để tìm thêm cơ duyên cho mình. Với những bạn đã có đôi, có cặp thì cần phải tìm cách để hâm nóng tình cảm đôi bên. Đừng nghĩ tình yêu chỉ là sự hy sinh, cho đi mà không cần nhận lại. Bạn cần phải làm điều tương tự để mang lại hạnh phúc cho người mình yêu. Sự nhàm chán sẽ bị xua tan khi mà đôi bên luôn có ý thức vun đắp cho tình yêu của mình. Để tăng cường nhân duyên cho mình, hãy sử dụng ngay pháp khí phong thủy vòng tam ở quý nhân Thân Tý Thìn và hồ ly mắt bạc để chiêu mời quý nhân tăng cường nhân duyên cho tuổi Tý. Tình cảm của tuổi Sửu năm 2020. Xét về phương diện tình cảm, tuổi Sửu không có nhiều đào hoa cho lắm, song thứ tài cát tinh vốn còn được biết đến với cái tên là sao tình nhân, thái tuế lại có phần nghiêng về phía nam mệnh hơn là nữ mệnh. Vì thế so với nữ tuổi Sửu thì con giáp nam sẽ có nhiều cơ hội tình yêu hơn hẳn. Mệnh chủ có thể gặp được nhân duyên của mình ở những buổi hẹn hò, gặp gỡ bạn bè. Cũng có lúc là do đối phương tự chủ động tiếp cận làm quen, con giáp này hãy thử cho bản thân cùng đối phương một cơ hội. Tuy nhiên, với nam mệnh đã kết hôn thì có thể bạn sẽ nhận được những lời tán tỉnh đong đưa của người khác phái, cần phải vạch rõ ranh giới cho các mối quan hệ, tuyệt đối không tỏ ý hùa theo khiến cho đối phương hiểu lầm, tự mình chặn đứng đường về nhà của bản thân.
Riêng nữ mệnh tuổi Sửu tuy nói cơ hội để tìm thấy tình yêu không nhiều nhưng cũng không phải là không có. Nhân duyên tự thân vẫn khá tốt, bản mệnh nên chịu khó tham gia các buổi gặp gỡ bạn bè để nhân cơ hội đó làm quen với những người có khả năng tiến tới mối quan hệ yêu đương. Bản mệnh cũng đừng quá bị động, chỉ chờ đợi đối phương ngỏ ý. Tình cảm phải đến từ hai phía, nếu một người tiến mà một người không bất cứ động thái nào thì e rằng quãng đường đi đến trái tim nhau càng ngày càng xa, hai người như hai đường thẳng song song không có điểm giao. Để kích hoạt cung đào hoa, hãy luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân Tị, Dậu, Sửu và Hồ Ly để tăng cường quý thần tương trợ, kích hoạt nhân duyên cho tuổi Sửu. Tình cảm của tuổi Dần. Xem tử vi tình duyên năm 2020 của tuổi Dần, bản mệnh đào hoa không quá vượng, song tuế can canh kim sinh thương quan tinh, mà đây lại là ngôi sao đào hoa của đấu mệnh, nên nữ tuổi Dần vẫn có nhiều cơ may đón nhận hạnh phúc. Còn với nam tuổi Dần, mệnh chủ còn khá bị động, lại không có nhiều cơ hội gặp gỡ làm quen với nữ giới, nên tình duyên đã ít lại càng thêm ảm đạm. Con giáp này nên tìm cách tự mình để có được cơ may gặp gỡ. Như vậy, khả năng thành công sẽ cao hơn so với việc nhờ người khác giúp đỡ. Nam tuổi này có thể thay đổi cách thức tiếp cận và tìm hiểu với nữ giới để tăng thêm đào hoa cho mình, không để cho tình duyên ảm đạm quá mức. Để kích hoạt cung đào hoa của mình, cần sử dụng vòng tam hợp quý thần Dần, Ngọ, Tuất. Kết hợp với mặt dây chuyền Hồ Ly, hai thấp khí phong thủy này có tác dụng chiêu mời quý nhân kích hoạt cung đào hoa, giúp hòa hợp vợ chồng và may mắn trong việc lựa chọn bạn đời. Tình cảm của tuổi Mão. Tuổi Mão bước vào năm Canh Tý 2020, thái tuế trợ đào hoa, hồng luân cát tinh nhập mệnh mang tới nhiều tin vui trong chuyện tình cảm. Canh kim lộ xuất chính quan, đây còn được xem là sao đào hoa của nữ mệnh. Chính vì thế mà bản mệnh trong năm đào hoa vận cực kỳ vượng, dễ gặp được đào hoa, tin vui tới tấp báo về. Song tuổi Mão nên lưu ý rằng đào hoa trong năm còn là hàn chỉ đào hoa, tức là một dạng đào hoa lộ thủy, dễ có được nhưng cũng dễ mất đi. Nói một cách đơn giản hơn thì đó là thứ tình cảm dễ dàng có được nên chúng ta khó mà biết trân trọng, giữ gìn trong tay mình. Có thể chỉ là cơn mơ thoáng qua, chưa kịp hạnh phúc đã phải nói lời tạm biệt. Với những người đã có đôi có cặp thì đây có thể là dấu hiệu bạn dễ bị vướng vào các mối quan hệ ngoài luồng như tình công sở, tình một đêm. Nếu không cẩn thận, bạn có thể sa ngã và đưa hạnh phúc gia đình mình lên bờ vực tan vỡ. Với các cặp đôi thì cần phải cân nhắc kỹ trước khi đưa ra bất cứ quyết định gì, đừng tính toán thiệt hơn với người mình yêu. Để tăng cường nhân duyên với người tuổi Mão cần sử dụng vật phẩm phong thủy vòng tam hợp Hợi Mão Mùi giúp tăng cường các mối quan hệ. Khi quý thần tương trợ, cơ hội gặp gỡ người khác phái sẽ nhiều hơn, từ đó có cơ hội lựa chọn cho mình người bạn đời phù hợp. Tình cảm của tuổi Thìn trong năm 2020. Vận trình tình duyên của tuổi Thìn, nam mệnh tuy đào hoa không nhiều nhưng bản thân đã có nhân duyên khác giới cực tốt, dễ dàng tìm được cơ hội để tiếp cận làm quen với người mình có cảm tình. Nam tuổi Thìn thì thông minh, tài giỏi và có phần thực tế, song bạn hoàn toàn có thể tìm được một nửa phù hợp với mình, đôi bên cùng bị hấp dẫn bởi đối phương, tỷ lệ thành đôi khá cao. Song cần phải nhớ chủ động hơn trong chuyện tình cảm, bởi nhân duyên này không phải là đào hoa vượng mà có, chỉ là cơ hội mà nhân duyên đem lại thôi. Không nắm bắt thì cơ hội sẽ tan biến. Thời điểm năm 2020 nhân duyên không tồi, bản mệnh hãy nhân cơ hội này để kết bạn làm quen với nhiều người hơn nữa, có thể bằng nhiều cách để tìm người phù hợp với mình. Mệnh chủ hãy treo một bức tranh chim công hoặc sử dụng một đồng hồ chim công treo tại phương vị đào hoa của mình để kích hoạt được tình duyên, giúp chuyện tình cảm thuận lợi, tình cảm tiến tới khăng khít hơn nữa. Tình cảm của tuổi Tỵ năm 2020. Vào năm 2020 thì năm Canh Tý này thái tuế Tý Thủy ngự tại chính quan tinh, tuế can ngự tại thiên tài tinh, con giáp này có nhân duyên khác phái vô cùng lý tưởng. Nhân duyên này không phải là đào hoa vận, đơn giản là bản mệnh sẽ có nhiều cơ hội để gặp gỡ, tiếp xúc với người khác phái. Do Tý Thủy và Tị Hỏa xung khắc nên nhân duyên trời chỉ xem đến đó. Việc thành đôi hay không thì hoàn toàn do con giáp này quyết định. Vì thế, dù là nam mệnh hay nữ mệnh thì tuổi Tỵ cần phải học cách bao dung bỏ qua cho nhau. Hãy nhìn vào mặt tích cực, suy nghĩ lạc quan để có thể đến gần hơn với hạnh phúc của riêng mình. Mệnh chủ tuổi Tỵ nên tham gia nhiều hơn các hoạt động giao tiếp, có thể có được cơ hội tình cảm, cũng có thể nhân dịp năm vận quý nhân mạnh nhờ người lớn tuổi giới thiệu hoặc người khác giới phù hợp cho bản thân, có cơ hội phát triển quan hệ nhân duyên.
để hóa giải những sát khí của đào hoa cũng như là tăng cường đào hoa vượng, bạn hãy treo trong phòng khách một đồng hồ chim công. Với hình tượng chim công vừa mang tính quý phái, chiếu quy nhân, tài lộc và đồng thời là vật phẩm phong thủy kích hoạt đào hoa tốt nhất hiện nay. Tình cảm của tuổi Ngọ. Năm 2020, tuổi Ngọ không có quá nhiều đào hoa, thái tuế thiên quan tinh là sao khắc giới của nữ mệnh. Song về cơ bản thì Tý Ngọ tạo ra cục diện tương xung nên cũng không xoay chuyển được vận trình tình duyên ảm đạm. Con giáp này, dù là nam hay là nữ mệnh đều có cơ hội thu hút sự chú ý của người khác phái, nên duyên hay không là chuyện khó nói trước. Tình cảm đôi bên cũng không được ổn định như những người khác. Nam mệnh chịu nhiều áp lực về kinh tế, lại hay ghen tuông, gây ra những tổn thương cả về thể chất và tinh thần với đối phương. Cũng có những lúc, con giáp này vì tình mà đau khổ, bị rối lửa vì quá si mê. Để kích hoạt tình duyên cũng như là hóa giải những hung họa do ảnh hưởng của đào hoa sát, mệnh chủ hãy luôn mang thêm bên mình một vòng tam hợp dần Ngọ Tuất. Tình cảm của tuổi Mùi. Người tuổi Mùi dù là nam mạng hay nữ mạng thì trong năm 2020 đều khá vượng đường tình duyên, còn độc thân thì có cơ may gặp gỡ một người thực sự phù hợp với mình. Tuy nhiên, bản mệnh cần phải chú ý trên phương diện tình cảm này. Phái nam thì nên biết giữ mình, không nên quá đắm đuối vào chuyện tình cảm mà bỏ quên sự nghiệp. Luôn đề cao tinh thần cảnh giác để nhận ra ai là người thực sự tốt với mình, còn ai tiếp xúc với mình chủ yếu là để lợi dụng. Phái nữ thì nên có cách cư xử đúng mực, không nên quá nóng nảy, bốc đồng, nói năng không suy nghĩ, khiến đôi bên đều phải chịu tổn thương. Mệnh chủ tuổi Mùi đã kết hôn hoặc đang yêu đương, vì ảnh hưởng của hại thái tuế, nền tảng không được chắc chắn, sẽ là một thử thách vô cùng lớn. Hơn nữa, tình cảm lại gặp được canh kim cương quan, mệnh chủ dễ dàng mẫn cảm cực đoan, có các hiện tượng như là xung đột nhiều cùng người yêu, đồng thời dễ bị bên thứ ba phá rối, có tranh cãi, tranh chấp. Cần phải cẩn thận việc có kẻ thứ ba trên ngang cùng người khác giới kết giao, phải giữ đúng chừng mực. Nếu như năng lực quyết định không vững, khó chống cự lại sức hấp dẫn, rơi vào chuyện tình cảm phức tạp, vì thế dẫn đến sóng gió cho gia đình. Nếu như không hề có dấu hiệu tình cảm, mệnh chủ tuổi Mùi đối với chuyện nhân sinh sẽ âm thầm lo âu. Hãy sử dụng pháp khí phong thủy vòng tam hợp quý nhân Hợi Mão Mùi để được quý thần tương trợ, từ đó tăng cường nhân duyên cho mệnh chủ tuổi Mùi. Tình cảm của tuổi Thân trong năm 2020. Tuổi Thân không mấy lý tưởng trong chuyện tình cảm vào năm 2020, bởi cả nam và nữ đều khó gặp được đối tượng thích hợp. Bản mệnh không nên quá nóng nảy bốc đồng, làm việc thiếu suy nghĩ, bởi điều đó gây ảnh hưởng không tốt tới hình tượng, khiến cho người khác giới có những suy nghĩ không hay về con người bạn, khiến chuyện tình cảm hôn nhân đều gặp trở ngại. Muốn cải thiện tình trạng này, bản mệnh có thể thường xuyên tham gia những buổi giao lưu gặp gỡ giữa bạn bè lành mạnh, ít đến những nơi ồn ào, khí trường hỗn loạn. Người đang yêu năm nay, tình cảm có thêm một bước mới ngọt ngào mỹ mãn. Nhưng nước đầy ác tràn, mệnh chủ tuổi Thân năm nay hưởng thụ vận đào hoa rất vượng, cần phải chú ý đào hoa ảo. Tuổi Thân đã kết hôn thì nên chú ý chừng mực với bạn kết giao khác giới, đừng cho người khác không gian tưởng tượng hoặc hấp dẫn họ, tránh ảnh hưởng tới danh dự bản thân cùng với sự ổn định của gia đình. Nhưng do thương quan bất lợi cho phu tinh, nếu mệnh kết hôn với tuổi Thân thì vẫn cần phải thời gian kiên nhẫn đợi duyên tốt xuất hiện. Mệnh chủ tuổi Thân năm nay chú ý cần phải mang bên người một mặt hồ ly ngọc giúp hóa giải đào hoa sát, tăng cường nhân duyên cho chính mình. Tình cảm của tuổi Dậu. Nhân duyên của người tuổi Dậu trong năm 2020 khá là tốt, đặc biệt là với những người còn độc thân, bản mệnh dễ có cơ hội gặp gỡ tiếp xúc với nhiều người khác phái thông qua mối quan hệ với bạn bè, người thân hoặc trong các buổi gặp mặt bạn bè, đối tác. Bạn dễ gây ấn tượng với những người khác giới, nên việc bắt đầu một mối quan hệ tình cảm không phải là vấn đề gì quá khó khăn. Tuy nhiên, vì tác động của thái tuế mà tình cảm của con giáp này không được ổn định, khó có thể đạt được kết quả như mong muốn. Ngoài ra thì tuổi Dậu còn có dấu hiệu phóng túng quá độ, dễ gây ảnh hưởng đến sức khỏe hoặc gây ảnh hưởng tiêu cực đến sự nghiệp. Với những người đã lập gia đình, tuy không có nhiều khả năng phạm phải đào hoa xấu, nhưng vẫn cần phải chú ý giữ khoảng cách đúng mực với những người khác giới tiếp cận mình. Khi tham gia các hoạt động tiệc tùng, giao lưu, cần chú ý giữ mình, không nên quá chén, khiến bản mệnh trở nên thiếu tỉnh táo, làm ra những việc gây ảnh hưởng đến hạnh phúc gia đình. Trong cuộc sống hàng ngày, con giáp này cần phải có chế độ sinh hoạt hợp lý, hạn chế những ham muốn không cần thiết. Mệnh chủ tuổi Dậu năm nay cần chú ý mang bên người một mặt hồ ly ngọc giúp hóa giải đào hoa sát, tăng cường nhân duyên cho chính mình. Tình cảm của tuổi Tuất. Chuyện tình cảm của tuổi Tuất vào năm 2020 không có nhiều khởi sắc, tuy nhiên gặp nhiều may mắn hơn là nữ mạng. Phái nam có thể gặp được một vài đối tượng hứa hẹn.
Nếu không dũng cảm bày tỏ, giành lấy cơ hội thì tỷ lệ thành công không cao. Muốn gây ấn tượng với người khác giới thì cần phải chú ý lời ăn tiếng nói của mình, thể hiện tài năng để gây ấn tượng với người ấy. Nếu có thời gian rảnh không nên sống khép mình, nên tích cực tham gia các buổi giao lưu tụ tập và tự tin thể hiện bản thân. Như vậy, bạn mới có thể thu hút được sự chú ý của nhiều người khác phái, dễ dàng tìm được người tâm đầu ý hợp với mình. Với phái nữ thì bản mệnh không có nhiều cơ hội gặp được người như ý. Nếu muốn có đôi có cặp vào thời điểm này thì bạn không thể ngồi chờ thời cơ mà nên chủ động tiếp cận theo đuổi người trong lòng mình. Cần giữ mối quan hệ với mọi người, trạng thái tâm lý vui vẻ, tích cực, hòa đồng, không nên nóng nảy khiến người khác có ấn tượng không tốt về mình. Mặt khác, do ảnh hưởng của sao cô thần quả tú, nên những người đã lập gia đình hoặc những người đã có đôi sẽ phải đối diện với nhiều rắc rối. Bạn cần dành nhiều thời gian ở bên nửa kia hơn, quan tâm và bao dung với người ấy. Khi có bất đồng quan điểm thì cần phải giữ bình tĩnh, không nóng nảy, nếu không rất có thể sẽ vô tình gây ra những ảnh hưởng không tốt với mối quan hệ của bạn, thậm chí là dạn nứt chia ly. Mệnh chủ tuổi Tuất năm nay chú ý cần phải mang bên người một mặt hồ ly ngọc giúp hóa giải đào hoa sát, tăng cường nhân duyên cho chính mình. Tình cảm của tuổi Hợi. Người tuổi Hợi đào hoa khá vượng, cho dù là nam hay nữ thì nhân duyên với người khác giới đều rất tốt đẹp. Người độc thân thì dễ có được bước đột phá trong chuyện tình cảm, thậm chí có thể bước vào cuộc sống hôn nhân. Tình cảm lứa đôi không phải lúc nào cũng đến với bạn một cách dễ dàng. Vì thế, ngoài việc lựa chọn một đối tượng phù hợp với mong muốn, bản mệnh cần không ngừng nhìn lại bản thân, sửa đổi những thói hư tật xấu, phát huy những điểm mạnh của chính mình. Một khi đã tìm được người ưng ý, nên biết trân trọng, không nên kén cá chọn canh, cuối cùng thì xôi hỏng bỏng không. Mặt khác thì vận đào hoa vượng không phải là dấu hiệu cắt lành cho những ai đã lập gia đình. Vào năm Canh Tý, bản mệnh dễ phạm phải đào hoa dữ, cần đề phòng các đối tượng khác giới có những tiếp cận gần gũi với mình. Hãy biết giữ mình, giữ khoảng cách, tránh để chuyện tình cảm ngoài luồng gây ảnh hưởng đến cuộc sống, hôn nhân, sự nghiệp. Hãy sử dụng pháp khí phong thủy vòng tam ở quý nhân Hợi, Mão, Mùi để được quý thần tương trợ, từ đó tăng cường nhân duyên cho mệnh chủ tuổi Hợi. Cảm ơn quý anh chị đã theo dõi video của chúng tôi. Để được hỗ trợ chi tiết hơn về vấn đề trạch cát sử dụng phù hợp cho từng tuổi và những dự định công việc của quý anh chị thực hiện trong tháng hoặc tử vi chi tiết của tuổi quý anh chị, hãy liên hệ ngay đến số hotline của chúng tôi hoặc để lại thông tin mong muốn của mình ở phía dưới ô bình luận. Thầy Gia Cát cùng đội ngũ trợ lý của thầy sẽ hỗ trợ tư vấn cho quý anh chị ngay nhất. Hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.